mình đang đi, đang tới, đi tới, đang trên con đường ở trên Gas Town cho mọi người xem. Hôm nay là chủ nhật đó, ngày là cái dịch đó, nó vắng lắm, vắng. Ở đây là nhiều shop bán đồ lưu niệm lắm, giống như khu Bến Thành mình hay khu Công Quỳnh mình ấy, rất nhiều. Bình thường không có dịch, nhất là mùa hè nó đông khủng khiếp luôn. Ở khu này, khu này là có trong danh sách địa điểm du lịch của Vancouver mà. Rất là đông. Này có cái đồng hồ đó, đồng hồ chạy bằng hơi nước á. Water Street. Bình thường đó là mùa hè mà với lại mà không có dịch. Này nó đông lắm. Chỗ này là điểm du lịch, địa điểm du lịch của Vancouver mà. Khi mà người ta mua tour đến Vancouver này đó, là đây là một trong những cái địa điểm người ta tới này. Cái này gọi là phố Gas Town đó. Phố này, phố cổ lâu đời ở Vancouver này. Mọi người thấy vắng kinh khủng á, như thế là dịch là chỗ này rất là nhiều cửa hiệu đồ, bán đồ lưu niệm nè, cà phê nè, dạng như quán bar bắp rồi đấy, vắng. Mọi người thấy vắng không? Lúc này là gần 12 giờ trưa đó. Mình sẽ đi hết con đường này cho mọi người xem. Khu này nó cũng cận bên khu phố tàu của nó, gọi là chai tàu. Trời ơi, quán này bình thường là mấy này nó đông lắm. Cái quán Rossell này rất là đặc. Mình đang đứng ngay ngã tư này, mình quay cho mọi người xem. Trời ơi, nó vắng, vắng teo, vắng teo luôn. That doesn't sound right. It's because you have a mask on. Protection. Okay. Okay, cool. Đây, không. Mọi người nhìn thấy mấy quán bình thường, mấy quán này là mùa hè thế này em có dịch là rất là đông luôn á, vẫn teo. Bên cạnh đó nghe nói Mỹ có bùng phát đợt dịch thứ hai nữa, người ta càng hạn chế ra đường. Hôm nay là quốc khánh Mỹ ha, gọi là mình gọi là lễ độc lập đấy. Cái quán bia, quán local này là nổi tiếng luôn, nổi tiếng trên trang du lịch luôn. Này, cái quán local ở trước nè, cái quán bia này là khách tới ngồi đông, rất là đông.
ơi mọi người. Tầm này là mọi người biết là 12 giờ ha. Úi giời. Tức là mình đang đi chiều ngược lại đấy. Nãy mình đi chiều bên kia, bây giờ đi chiều ngược lại. Có cặp kia đang quay hình cưới rồi. Mình đang quay hình cưới. Tòa nhà cao cao rồi, tòa nhà Harbor Center.